บาดอําปองธรรมมาติวิสุมกรุบบ่าวๆนักศาสนาตุกงอออกแท้บาดថ្ងៃนี้อําปองธรรมมาติวิบาดมาดอลวัดแคลงมาบัญจังตุกงอลางกระบัจมันดมงอนวัดแคลงก็นอខេត្តจกจังទាំងមូលអញ្ចឹងឲ្យអំពងធម្មចូលញ៉ាំបងប្អូនយើងចូលទេសនាមកជុំដើម្បីមើលកបាច់ទុកងោឡើងស្អាតយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងឲ្យអំពងធម្មចូលញ៉ាំបងប្អូនយើងចូលទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទនេះជា ទីក្លែវត្តណាក្លែងបងប្អូនណាមិនទេសនាលើកេនបងធំទីវិជួយចែកជួយឡាយដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពីបងធំទីវិបងធំទីវិសូមអរគុណនេះជារួងទូងងក្នុងមុខគាត់ចឹងឲ្យសូមជួយចូលទេសនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ บาทนี่คือที่แคลวัดแคลงว่าไงวงเทอมมาที่วิจารตะกากระบางยมเหมือนเกินมาในวงเทอมไหลจัวแคลงถูกกับถันโพสกจังเป็นทุกจังไงเนี่ยไหลไว้เงาเลนวาวางดาวเตียงได้ยึกมากัวกระบางได้นี่จะรวมตุกระบางวัดแคลงจึงให้โจยบางบนยังโจยน้องเทศนาต่างออกแน่บาทว่าไงยี่วงเทอมมาเหมยตะกามันว่าเป็นจองใจกันได้แซมเงาเลนวาวางดาวเตียงยังไง นี่จะตกงัววอดแคลงนอตีกรองแคลงโจมดอลบางคนยังเทศนาเคยเนี่ยปุงลังปอประหุตต่างเลินมาวเนินวางอย่างเงี้ยยังตายคงตั้งเลินวายังรักระดับลุง Nhìn tướng khoác rất là đẹp luôn đó. Hiện tại cũng mới lên nền màu vàng đầu thế nè, nghĩa chia cả ba chia cả ba tục ngô, đây là phần đầu nha cả nhà. Hiện đang lên quay văng mới lên tông màu vàng trước ở trong cái vô dầu hết này rất là đẹp, đẹp. Đó. เราเอาขนมตุ๊กกับบันปอดตะเคยเอาบันนั้นก็บันเจียงกับบันมาบันปุ่งตะลักเวียงโง่ก็ตินสกจังอย่างนี้ก็เนี่ยถูกก็ทันโพเลินหัวยางเดาเตียงลุงเหตุใดที่มือไทยก็ลู่ลู่ก็ฝั่งหัวยางเถอะยกนึกว่าบันเกียร์ก็เซิงอยู่ในเทอมเหมยก็เนี่ยฮะ bên trong này cũng sơn mà lót dầu hết thở đang sơn ở phía sau nhìn tướng người cũng đẹp lắm cái nhà ha khinh lòng tu khinh sát đây là phần sau lái thì tôi cũng xài สายนี่เฮ้ยสากว่าไหนปีน่ะยังไรยังเฮ้ยน้ำเฮียงนั่งจะละงั้นเอาไทยไม่ปล่อยเดี๋ยวนะ
Phụ hút thấy màu đẹp này. Màu nó màu gốc quá. Quá đẹp. Hiện đây là hơi po sát. Đen vàng cam. Po màu po lương. Bỏ hút hình xong rồi nha, vậy là xong rồi đó. Còn phần đầu mà hiện khăn này hơi ó mình bây bò màu bỏ hút bò lương quá đẹp. Đây là phần đầu nữa cả nhà. Thì thằng cái ba là nằm đấy, cái ba là ô cái bạch hơi quen mòn cõi. Đây là chùa Khleng nha cả nhà, chùa Khleng thành phố Sóc Trăng luôn. Năm nay là sơn đầu tiên. Đây là phần ngoài gian cổ chưa có lên. Quá đẹp. Năm nay chiếc kia đầu tiên lên qua dặn sớm nhất nha cả nhà. Phố Sóc Trăng. Quá đẹp luôn. Bây giờ phần đầu thì chưa có lên, thì khi nào lên thì cũng thơm lại quay chia sẻ cho cái nhà mình xem tiếp. Khi nào lên cái bạch này. Phải ăn chừng hay phòng thông nó mong và chuôn mà bốn những tiết sản tiết. Để chia sẻ mỗi cái bài giờ khai. Rồi phòng thông quay tùa nó bạch. Mong bốn những tiết sản quá đẹp cả nhà. Chừng anh bong thông xong ác video tầm này sân còn xong chút phối bong ôn đi sốc sợi bằng cỏ lòng ác nè bạc xong ác quân qua người bọn cả nhà này. Khi nào mai mốt thì quay lên qua bàn phần cổ xong thì cũng thơm lại quay chia sẻ cho cả nhà mình xem tiếp. Nhớ đăng ký ủng hộ để theo dõi tiếp nha cả nhà. Cũng thơm tư vi cũng cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.